Chào các bạn. Lâu lâu mình đi tham quan dạo phố Quy Nhơn ban đêm thử các bạn. Bây giờ là 10 giờ rưỡi tối rồi nè. Tí nữa 11 giờ như là có World Cup á. Nhưng mà sẵn là mình test cái camera mới quay ban đêm thử sao rồi. Rồi sẵn đây là mình đi đi xe đạp từ từ thôi, chậm chậm. Đi lòng vòng vài đường phố coi cái khung cảnh ban đêm ở Quy Nhơn nha các bạn. Đây là mình đứng ở cuối đường Lê Lợi, tức là ở cái đường Xuân Diệu các bạn. Có một số quán hải sản người ta bán ở ngoài đường Xuân Diệu nè bạn. Chỗ đây là thường thường đông lắm. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, 11 giờ bạn. Khách cũng thưa dần rồi. Rồi mình đi lòng vòng các bạn tham quan cho vui nha. Mình đi xe đạp thôi. Bích Mỹ. Hay cũng có một số khách người ta vẫn còn ngồi, ngồi ngoài trời thoáng mát. Bây giờ trời hôm nay là nó tạnh mưa mà. Hồi sáng giờ là có nắng á, mình cũng đi quay số hình ảnh rồi. Bây giờ là ban đêm. Mình test cái camera mới ban đêm thử coi xem có được không. Đây bờ biển. 10 rưỡi 11 giờ. Bây giờ mình đi vòng lên lại đường Xuân Diệu các bạn. Vòng lên lại các cái quán nhậu hải sản rồi. Mình đi một số quán xá thử ban đêm giờ này người ta sinh hoạt sao các bạn. Thì mấy bữa là giờ này mình cũng ở nhà cho mình cũng đi. Đây một số người người ta còn ngồi. Bây giờ mình đi qua đường Lê Lợi các bạn. Đây cái quán cô Năm, đây là mấy bữa là bán nước đắt lắm rồi. Bây giờ cô chuẩn bị nghỉ. Đây mấy quán đây cũng hết khách rồi. Gần 11 giờ bạn, gần có World Cup rồi. Mộng Mơ Hotel. Thì mình đi qua Bụng Binh. Mình đi qua Bụng Binh. Bụng Binh cuối đường Lê Lợi này. Mình đi lên đường Nguyễn Huệ các bạn. Đây có một số quán cũng còn có khách. Đây quán cà phê đây mà. Ngay góc đây cũng đang còn khách. Nói chung là khách trẻ không à. Chắc mấy cháu này thức nó coi ra bành luôn. Còn đây quán xôi cô Tư. Đây cũng bán cả đêm luôn. Đây là chợ cháo các bạn. Đây mấy người ta đi thu gom rác. Ta sinh hoạt ban đêm, lâu lâu đi quay ban đêm cho nên là lạ các bạn. Mấy bữa là cái những cái máy kia đi quay ban đêm nó không được rõ mà nó hình nó nhòe. Bây giờ mình quay thử cái máy đây là DJI Pocket thử coi thử là cái hình ban đêm như thế nào các bạn. Thấy người ta review là hình cũng tốt. Mình qua đường Lê Hồng Phong.
Thì đây mới quán này cho bán khách rồi. Đây vắng khách này. Đây thanh niên tụ tập. Đây mấy người ta dọn rồi, quán này người ta dọn. Mình đi lên công viên thử các bạn, tôi là Quang Trung á, công viên Quang Trung thử, đi đoạn lên phong lên chỗ công viên Quang Trung thử bên đây người ta sinh hoạt sao. 10:30 gần 11 giờ đêm, bên đây còn một số người ta ngồi này, chắc là đợi coi đá banh. Trên đường này ánh sáng nó cũng không được sáng lắm các bạn. Nên đường này nó cũng sáng mà sáng vừa vừa. Bánh mì. Còn đường góc đây là có bánh mì cô gì đó. Bữa nay là con nghĩ rồi, bây giờ người khác bán. Bây giờ Ngọc Hà 6. Hồi xưa là chỗ đó có cái bánh mì gì cũng nổi tiếng lắm, bán khuya. Giờ cô đó con nghĩ rồi, con nghĩ thời gian lâu rồi, bây giờ người khác người ta bán. Đây là cái đoạn gần tới chùa Thầy Năm các bạn. Quy Nhơn Computer. Chỗ đây là hồi trước cái phòng công chứng số 1 rồi bạn, chú chạy đó, cái chỗ đang có dàn chữ chạy đó. Hồi trước là chỉ có phòng công chứng đó, nó đông ghê gớm. Bữa nay là chỗ nào cũng công chứng được á, cho nên là bây giờ nó không có dồn ở đó nữa. Công chứng giấy tờ. Đây Loan bánh mì, không có chi nhánh nữa. Cạnh tranh sao mà có tới hai cái Loan. Bánh mì chấm các bạn. Hồi đó là cô bán cũng nổi tiếng lắm á, Loan bánh mì á. Rồi làm ăn chung chạ sau đó rồi cuối cùng không đồng tình sao mà cuối cùng chia làm hai phe. Bây giờ cái dưới kia cũng có một cái Loan nữa, bánh mì nữa. Ở trên đây có một cái Loan bánh mì nữa. Thành là cô đây cô là chính thức á. Cô đề là Loan mở ngoặc không chi nhánh, tức là ý là Loan chính á. Đây đài phát thanh cũ à. Bây giờ là Sở Văn hóa và Thể thao, còn cái bia tưởng niệm các bạn, tối lắm không biết có thấy không, cái bia tưởng niệm di tích lịch sử đó. Chùa giờ cái Nam Mộ Thân các bạn, chỗ đó là cũng có nhiều người hy sinh. Cả hai phe đều có người mất không. Đây là đường Nguyễn Công Trứ. Đây con phở đây bán khuya. Cái máy quay này nó nhỏ, nói chung là đi cũng ít được chú ý quá bạn. Nhỏ xíu là nằm lòng bàn tay á. Thành ra cái đây là mình đi quay nó cũng tiện. Cái cầm cái điện thoại đi quay người ta nhìn khó chịu. Đây mình tới công viên Quang Trung.
Hồi xưa là Quy Nhơn chính là cái chỗ đây. Hồi xưa là chỉ có cái công viên này là gọi là trung tâm. Bữa nay thành phố mở rộng rồi. Rồi cái ga Quy Nhơn kìa, người ta hồi xưa là nó tấp nập đó, bán buôn bán cả đêm, cho nên cái khu đây là hồi xưa là cả đêm rồi. Rồi bến xe ngoài kia nữa bạn, bữa nay bến xe cũng dời mà ga đây người ta cũng bỏ mất rồi, thành ra là đêm cũng không có đông người, nhưng mà một số người hồi xưa người ta vẫn còn bán mà duy trì bây giờ cũng bán. Còn chung quanh cái chỗ đây thì có một số người ta bán bánh hỏi bánh ướt ban đêm, bán mua về ăn á, chứ không phải bán em đi cho không có ăn tại chỗ này. Ngồi giữa đường phía bên ga này. Phía mình ra thì có một số quán gà vịt, cháo gà cháo vịt, là vẫn bán khuya. Đây, cháo gà, cháo hộp. Bánh mì, đây cũng bánh mì, bây giờ nói chung không có thức khuya lắm à. Bữa nay có đá banh đá bóng thì chắc cũng còn nhiều người thức khuya, chứ hồi không có banh bóng thì mình thấy thường thường là tầm 10 giờ là vắng. Bây giờ là chắc 11 giờ kém rồi. Mình đi qua đường khác thử. Cái đường Phan Bội Châu chắc ban đêm cũng có quán xá gì ăn uống nhiều à. Chị xuống cái phố ẩm thực à, xuống cuối đường á, thì chắc chỗ đó còn đông. Cuối đường tôi là qua An Phú Thịnh luôn, qua Chợ Lớn, đi hết cái đường Phan Bội Châu. Giờ này mấy người đi thu gom rác này. Cái rác đây là cũng là một vấn đề nan giải. Mình thấy bữa nào cũng chất đống, không biết là người ta làm sao mà người ta xử lý cho hết. Mấy người làm thấy khổ mà. Quá nhiều, rác quá nhiều. Đây là bưu điện cũ rồi bạn. Bây giờ là Vinaphone, điện cung cấp dịch vụ viễn thông. VNPT Bình Định. Cái chi cục thuế tỉnh Bình Định bây giờ người ta dời vô trong Hồ Phú Hòa mà. Vừa nằm lẻ lo đó, còn cái chi cục thuế cũ đây, cục thuế cũ đây bây giờ ta bỏ không, chưa thấy làm gì. Ở đường Phan Bội Châu có thấy tầm như vậy là vắng, gần như không có người đi. Đây cổng sân vận động phía Phan Bội Châu mà. Mấy tiệm thì người ta đóng cửa hết rồi.
Mình sắp tới là cái ngã tư với đường Trần Cao Vân không ạ? Hồng Châu với Trần Cao Vân. Đường phố vắng rồi, giờ gần như không thấy người, 11 giờ kém rồi. Mình coi thử chỗ nào còn sinh hoạt gì. Đây quán cà phê. Cũng còn lai rai một số người đang ngồi coi đá banh. Cỡ 10 người. Đi vòng vòng xuống dưới phố ẩm thực thôi. Chạy lâu lâu đi bữa ban đêm cho các bạn thấy cái đường phố của nhau ban đêm các bạn. Đây người ta dọn dẹp. Mình nhớ còn mấy xe bánh bao rồi, giờ không thấy bánh bao. Tại vì sinh tố. Mấy bữa đó có xe à, đây xe bao người ta cũng chuẩn bị đẩy về bánh bao đã, giờ này người ta cũng chuẩn bị nghỉ 11 giờ rồi. Bánh bao đây, bánh bao đây. Đây cái đoạn đi xuống chợ lớn cũ nha bạn, bây giờ là An Phú Thịnh. Cái đường Hoàng Châu ban đêm nó vắng, ít người các bạn, thưa. Quy Nhơn tầm 10 giờ rưỡi 11 giờ mà vắng teo các bạn, gần như không có khách nữa, quán xá rồi dọn dẹp hết rồi. Đây thành phố không có thức khuya, không có overnight. Thành phố mà hoạt động tốt là phải overnight luôn á. Có những người người ta làm ca làm kíp rồi người ta đi về ta cũng phải có chỗ ngồi uống nước hay là ăn uống gì. Đây tầm khuya đi kiếm cái gì ăn cũng phải biết chỗ mới kiếm ra mà, chứ không thì gần như người ta đóng cửa hết. Mấy người đây là người ta đi gom rác xong rồi giờ người ta đẩy xe về. Đây về phố ẩm thực là cũng tắt đèn rồi. Còn cái chỗ quán sinh tố người ta còn bán này. Đèn luôn là thấy tắt hết rồi. Đây đường Lê Văn Tôn các bạn. Mấy quán đang nghỉ hết rồi. 11 giờ nghỉ rồi, đây cái quán này toàn này, sinh tố này. Trái cây. Đây bánh xôi chiên. Trái cây rau má, bên đây là bánh canh. Còn mấy quán đây là người ta dọn dẹp hết rồi. Đẹp hết rồi, dưới đây người ta cũng dọn dẹp hết rồi. Mười một cho kém 15 các bạn. Bánh xèo. Đây bánh canh của Nga rồi đây cũng nghỉ hết rồi. Đây là bánh tráng trứng. Bánh tráng. Một cái lộn gì bánh tráng đây xiên que. Bên đây là đây, bánh tráng trứng này. Cổ chín. Đây này đâu cũng nghỉ rồi. Còn dưới đây là sinh tố rồi. Dưới đây là mấy quán sinh tố. Rồi mình cua lên.
Đây bánh tráng trứng chỗ đây chú cho nó đắt, bình thường đắt lắm, giờ này vẫn còn bán ra ra. Phố đêm Quy Nhơn đi cho biết, mà đi biết phố đêm Quy Nhơn đây, cái cô công nhân quét rác này bây giờ là đi kiếm gì ăn ở bụng. Đây ăn khuya, giờ mình đi lên một cái đoạn qua đường Bạch Đằng thử, mà hình như Bạch Đằng không biết là còn có khách ăn uống khuya. Đây là cái hồi xưa là hội quán hướng đạo, bây giờ là công ty môi trường vệ sinh. Phố đây mà nhìn cũng hay hay quá. Đây mình đi ra đường Trần Hưng Đạo đi, chú cho cái đoạn này tối không thấy đường luôn mà. Thử coi cái camera còn có thấy gì không. Cô công nhân quét rác đây không thấy luôn, mắt thường cũng không thấy luôn mà, tối quá. Đây mình đi qua tay trái mà, đi qua trường Trinh Vương. Ở đây người ta bán bánh mì, không phải gì, cà phê vẫn khác. Đây trường Trinh Vương còn đêm, giờ thành trường Cao đẳng Y tế. Đâu, cô công nhân thu gom rác lại đây rồi, cô đi đâu rồi không biết. Để cái xe đứng đó, chu cho còn rác đầy mà. Đây à, rác nó bị nỉ lông khô rồi, bị lông nhiều lắm. Giờ mình lên đi cua đó. À đây đi lên một đoạn này thấy người ta đang sáng đèn này, coi thử ăn uống gì đây. Cô công nhân đang quét rác đây. Đây là bún quán bún Văn Hùng ăn khuya. Mình đi qua đường Bạch Đằng thử rồi, coi thử người ta có bán gì ở ngoài đường Bạch Đằng. Đây đường Lê Lợi nè, đi ra Bạch Đằng thử rồi. 11 giờ rồi. À, bình thường là người đông rồi, bây giờ người biến nó hết rồi, còn đường không à. Chứ tại hồi cái mùa mà Covid đó mà, nhìn cái đường nó thê thảm luôn. Đây mình là đoạn đi ra gần tới Bạch Đằng rồi, mình cua qua Bạch Đằng thử coi có ai buôn bán gì ăn uống gì không. Nhớ là cái đoạn dưới Bạch Đằng đây là khuya vẫn còn bán đồ ăn uống. Mình đi qua tay phải thử mà. À đây là đám cưới, chủ tịch đám cưới này choáng hết con đường, đang hỏi đám cưới vu quy luôn, lại là đám vu quy.
Người ta nghỉ hết rồi. Không thấy. Dưới kia thì có này. Đây cái điện đường nó màu vàng, nhìn nó âm u. À, chỗ này là quán chè. Hình như quán chè. Quán chè đây là bán đắt lắm mà. Bán từ tầm chiều á. Rồi tới giờ này cũng còn bán. Chè. Chè. Thôi, vô đây vắng rồi ạ. Mình cua lên lại. Đây quán chè. Chè đường Bạch Đằng bên đây cũng ít luôn. Bên đây bán trái cây. Chè ít người giờ này khuya rồi. Tầm nghỉ hết. Bây giờ người ta bán cái gì vậy? Đồ ăn, gỏi. Mình đi qua hàng Thiên. Đây, phở. Đường Hàng Thuyên á mà bên hông trường Trình Vương, tức là bên hông cái nhà sách, có nhà sách Trình Vương cũ luôn á. Đây sinh tố còn bán mấy cái quán bây giờ này còn bán, chắc nói chung là bán cũng đắt khách đó. Chứ là mấy quán ế thì người ta đang đi sớm. Giờ này đâu vẫn còn 5-7 nghìn khách là quán nó chắc bán là bình thường, cũng đắt. Giờ mình đi về đường Lê Lợi các bạn. Coi thử đường Lê Lợi có ai buôn bán gì không. Qua tay phải về đường Lê Lợi. Đây là đường Trần Hưng Đạo, đoạn nãy mình đi rồi, giờ mình cứ qua tay phải. Chuẩn bị về coi World Cup các bạn. Mình đạp xe đạp giống như tập thể dục á. Rồi đường Lê Lợi người ta nghỉ hết rồi bạn. Có cái bà bán hộp thịt lộn đâu ngay cái góc đây này bạn. Góc trước đạp Lê Lợi đây bây giờ cũng nghỉ luôn rồi. Không thấy bán rồi. À trên mấy bữa là thấy cô bán khuya lắm. Không biết bữa nay cô còn bán không? Dẹp rồi. Dẹp rồi. Cái gì cũng có một thời bạn. Một cái thời là cái góc cua đó là khách khứa đông lắm. Giờ là hết cái thời rồi, cái rạp Lê Lợi giờ nó cũng hết đông người rồi. Đổi qua kinh doanh đủ loại mà, thấy là cho thuê đủ thứ mà thấy hình như không hiệu quả. Làm nhà sách rồi làm gì tập gym gì. Mà như không hiệu quả sao cuối cùng cứ thay đổi liên tục. À đây chỗ đây hơi đông đông à. Chỗ đây là có con bún Loan. Đó cũng đây là một cái điểm ăn khuya đó là Loan bún, điểm ăn khuya. Đường Tam Bạc Hổ với Lê Lợi. Đây là đường Lê Lợi đi tới đường Nguyễn Du. Ở đây thì có một cái quán nước giải khát, nước ép trái cây rồi. Bây giờ nó nghỉ rồi, nó dọn dẹp rồi. Quán này cũng đắt lắm. Phía dưới đây thì có mấy quán bánh canh nữa mà. Đường Nguyễn Du á.
Thôi mình xin kết thúc video ở đây các bạn. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi. Mình đang đi trên đường Lê Lợi, đi ra phía biển các bạn, tức là phía đường Xuân Diệu. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe. Xin chào.